Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 34, gặp lại. Đường Tùng Nhiên và Kỷ Uyên cùng nhau trao đổi cách nhìn về thế cục hiện tại của triều đình, thấy thời gian không còn sớm nữa, Đường Tùng Nhiên đang định xin cáo từ về phủ, thì thái tử đưa ba trường tử tới Giá Lâm. Đường Tùng Nhiên cũng phải cùng ra nghênh giá. Thái tử không ngờ ở thư phòng của Kỳ Uyên lại gặp được một gương mặt xa lạ, hơi bất ngờ. Ngươi là? Đường Tùng Niên vội hành lễ nói. Thần là đường Tùng Niên, huyện lệnh của huyện An Bình, phủ Hà An, tham kiến Thái tử Điện Hà. Thái tử tỉ mỉ quan sát hắn một lát, cuối cùng mới nhớ ra. Cô nhớ ra rồi, ngươi chính là người dưới trướng của Bình Chi năm đó, chuyên phụ trách kiểm kê quân tư. Chính là vi thần à. Thái tử mỉm cười nói. Cô nhớ năm đó chính Bình Chi là người tiến cử ngươi vào triều làm quan. Điện hạ trí nhớ tốt quá à. Đường Tùng Niên cung kính nói. Thái tử hỏi hắn vài câu về tình hình của huyện An Bình. Đường Tùng Niên thành thật trả lời từng câu. Thái tử nghe mà liên tục vuốt cầm. Kỷ Uyên đứng bên chỉ cười mà không nói. Ba vị tiểu hoàng tử đứng sau phụ vương theo thứ tự từ cao đến thấp. Người đầu tiên 10 tuổi hai người còn lại một người 8 tuổi và một người 5 tuổi, tất cả đều là thân sinh của Thái tử Phi. Sau khi hỏi xong, Thái tử giới thiệu Kỳ Uyên cho bọn họ. Hứa quân giao bị Nguyễn Thị nắm tay, nhìn Kỳ Phu Nhân vội vàng ra ngoài nghênh giá. Vì Thái tử không phải lần đầu tới Kỳ Phủ, nên mọi người trong phủ không hề hoang mang, ai nấy đều làm đúng bài bản. Trong lúc Thái tử và Kỳ Uyên ở thư phòng bàn bạc chuyện quan trọng, bọn họ chỉ cần đưa ba vị hoàng tử ra chỗ khác, tiếp đón chu đáo, đợi hai người kia bàn bạc xong là được. Hứa quân giao ở cạnh Nguyễn Thị cùng mọi người hành lễ với ba vị hoàng tử tôn kính. Nhân lúc mọi người quỳ xuống cúi đầu hành lễ, hứa quân giao len lén ngước mắt lên nhìn về phía tiểu hoàng tử nhỏ nhất, đúng lúc đối phương cũng đang nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau, nàng nhìn đối phương rồi nhanh chóng nở một nụ cười mà bản thân cho là đẹp nhất. Triệu Nguyên Hữu năm tuổi ngớ ra, ngây người trong giây lát. Mọi người vừa quỳ gối hành lễ đã được huynh trưởng của hắn gọi dậy. Thằng bé muốn tìm tiểu cô nương lúc nãy vừa cười với mình, dáng người cao thấp trong phòng đã che mất tiểu cô nương nhỏ bé từ lúc nào không hay. Thằng bé hơi thất vọng, cũng không để ý tới hai huynh trưởng bên cạnh đang nói gì với kỳ đại nhân, thằng bé vô thức nhìn về hoa viên đầy hoa thơm cỏ ngọt sau cánh cửa. Hứa quân giao bị Nguyễn Thị dắt tay đi theo sau mọi người, nàng không ngừng tìm kiếm bóng dáng của triệu nguyên hữu, đôi lông mày ủ rũ nhăn lại. Hoa viên của kỳ phủ là do kỳ phu nhân đích thân bài trí, nhiều loài hoa là do nàng đặc biệt tìm về để gieo trồng, hiện nay đang là thời kỳ muôn hoa khoe sắc. Trong vườn hoa tươi nở rộ, loài nào cũng bừng bừng sức sống, chúng đua nhau vươn lên vừa đón lấy gió trời vừa khoe dáng vẻ yểu điệu thiết tha của mình. Hoàng trường từ triệu nguyên đức 10 tuổi cảm thấy sốt ruột, hắn cảm thấy mình không còn là đứa trẻ nữa, thế nên cũng muốn ở chung một chỗ với đám người này. Nhưng phụ vương và kỳ tiên sinh có chuyện cần bàn bạc, nên hắn không còn cách nào khác đành phải đi theo hai vị phu nhân và một đám con nít xanh. Triệu nguyên sương 8 tuổi không muốn đi cùng huynh trường, thằng bé chạy đi chỗ khác tìm chỗ chơi, kỳ phu nhân thấy vậy bèn phân phó thị nữ đi theo hầu hạ đồng thời cũng bảo các cháu của mình đi theo cùng chơi. Triệu Nguyên Đức cũng nhân cơ hội tỏ ý muốn một mình đi ngắm nghía chung quanh. Kỳ phu nhân biết hai vị hoàng tử mất kiên nhẫn khi ở cạnh những phụ nhân như các nàng. Dù sao những đứa trẻ ở độ tuổi của bọn họ đều nghĩ như vậy. Chúng tự thấy mình đã trưởng thành, không còn muốn giống như mấy đứa trẻ khác chơi đùa xung quanh người lớn nữa. Nàng mỉm cười, tận tình sắp xếp, vừa cố gắng không quấy rầy nhã hứng, lại vừa có thể kịp thời thỏa mãn yêu cầu của bọn chúng. Bọn nhỏ như bầy chim bay toán loạn khắp nơi, những đứa hơi chững tuổi thì đi theo Triệu Nguyên Đức, những đứa còn lại đều vây quanh Triệu Nguyên Sương, có tính cách hòa đồng hơn. Trong đám trẻ con trừ hứa quân giao ra thì Triệu Nguyên Hữu nhỏ tuổi nhất, có vài đứa cháu của kỳ thị định tiến lên chơi với Triệu Nguyên Hữu nhưng cuối cùng đều nghĩ lại, bọn chúng cho rằng một thằng bé có thân phận tôn và nhỏ tuổi nhất nhất định sẽ rất khó hầu hạ, trần trừ một lúc, vẫn chọn chơi cùng Triệu Nguyên Sương. Cuối cùng ở bên cạnh Triệu Nguyên Hữu chỉ còn ba, bốn tiểu cô nương, trong đó có hứa quân giao và lương dục yên. Công tâm mà nói, lương dục yên thích ở cạnh người tốt tính và thân thiện như Triệu Nguyên Sương hơn, nhưng xưa nay nàng vẫn luôn là một cô nương săn sóc chu toàn. Vì muốn giúp cậu mợ chăm sóc khách quý nên đành ở lại bên cạnh chiêu nguyên hữu. Hứa quân giao thấy nàng ta ở lại đây, trong lòng lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Đúng rồi, đúng rồi. Hai vị này đời trước chính là phu thê mà. Nàng nhớ lương dục yên lớn hơn triệu nguyên hữu một tuổi, bé gái khi còn bé sẽ dậy thì nhanh hơn bé trai, cho nên lúc này lương dục yên ước trường cao hơn triệu nguyên hữu nửa cái đầu vậy mà lương dục yên lại chấp nhận chơi cùng một thằng bé nhỏ hơn mình chẳng lẽ lúc này nàng ta phải lòng triệu nguyên hữu rồi sao vừa nghĩ đến khả năng này tiếng chuông cảnh báo trong lòng nàng lại kêu lớn hơn nàng tỉ mỉ quan sát đôi phù thê kết tóc của đời trước nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác thường giữa hai người ngoại trừ nghi lễ lúc đầu gặp mặt ra thì cả hai không hề nói với nhau câu nào nữa triệu nguyên hữu tập trung toàn bộ lực chú ý của mình về phía kỳ hoa dị thảo trong vườn mà không hề để ý tới người bên cạnh nàng thầm thở phào nhẹ nhõm sau đó đặt mông ngồi lên một tảng đá tròn trịa chân nhắn trong vườn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế phu quân đang dần dần tụt lại sau đám người cảm thấy vô cùng phiền não giao giao ngươi đang nghĩ gì thế không biết môn vũ chui từ trong khóa trường mệnh ra từ lúc nào nàng ta cũng học theo nàng ngồi ôm má, ánh mắt lấp lánh hỏi nàng. Đối với sự xuất hiện đột ngột của môn vũ, hứa quân giao chẳng may may sợ hãi vì suốt một năm nay đã luyện thành thói quen. Ba điều quy ước lúc đầu, trừ điều thứ hai ra, hai điều kia môn vũ đều tuân thủ rất tốt, chí ít ngoài mặt nàng ta không dám dình trộm suy nghĩ nội tâm của nàng, sau khi xuất hiện cũng không tùy tiện động chạm lung tung thế nên hứa quân giao mới mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện hơn nữa vốn dĩ ngôn vũ chỉ chủ yếu xuất hiện vào ban đêm nhưng không hiểu sao dạo này lại từ từ thay đổi ngay cả ban ngày trời nắng trói chang nàng ta cũng có thể ra ngoài lượn lờ vài vòng nàng ngày càng hoài nghi không biết rốt cuộc nàng ta là cái thể loại gì dẫu sao nàng còn chưa bao giờ nghe thấy chuyện quỷ không sợ ban ngày ta còn đang nghĩ xem làm thế nào để lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn nếu có thể quyến rũ được trái tim của hắn thì càng tốt." Nàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu đối phương là một nam tử trưởng thành và nàng cũng là một tiểu cô nương trưởng thành thì sẽ có vô số thủ đoạn để quyến rũ hắn, cùng hắn bồi dưỡng tình cảm. Dù sao đời trước nàng đã cùng hắn ở chung bao nhiêu năm trời, đối với tính cách và sở thích của hắn sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ đáng tiếc trước mặt nàng lúc này là một thằng bé con nàng cũng chỉ là một bé gái, cho dù có muôn vàn thủ đoạn lấy lòng cũng không dùng được. Quan trọng là trừ tiểu đường đại nhân và thiếu niên ánh trăng ra, nàng chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ nào khác, nên nàng cũng không rõ trẻ con sẽ thích cái gì, làm thế nào mới có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc khó phai trong lòng đối phương. Thiếu niên ánh trăng tính cách lầm lì, tâm lý đề phòng quá mạnh, với cả nàng vẫn còn ấn tượng của kiếp trước nên sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn gì với hắn, bởi vậy tình huống hiện tại không thể lấy làm tham khảo. Về phần tiểu đường đại nhân, nếu nàng dám dùng thủ đoạn kỳ quái gì với hắn, thằng nhóc thối đó nhất định sẽ dơ khăn tay không ngừng vẫy trước mặt nàng và luôn mồm nói. Bảo nha mau đến đây. Ngôn vũ không ngờ rằng nàng sẽ phiền não về cái này, thăm dò nói. Giao giao thích tên nhóc điện hạ đó sao? thích ư? Hứa quân dao hoảng hốt, ánh mắt trở nên mơ hồ. Nàng thích hắn sao? Có lẽ là thích nhỉ? Nếu như không thích hắn thì tại sao đời trước nàng có thể cùng hắn làm phu thê lâu năm như vậy, lại còn tốn bao nhiêu tâm tư để níu giữ tình cảm của hắn? Như vậy cũng được tính là thích nhỉ? Thấy nàng không trả lời, ngôn vũ cũng không để tâm, nàng ta cũng có chút buồn rầu, hai hàng lông mày nhăn lại lưu lại ấn tượng sâu sắc à. Cái này, khó gây nha. Một lúc sau, mắt nàng ta chợt sáng, hưng phấn đưa ra sáng kiến. Hay là ngươi đi thơm hắn một cái đi. Hắn mà được một cô nương xinh đẹp như ngươi thơm chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên. Hứa quân giao chừng mắt nhìn nàng ta. Biện pháp tồi thế mà cũng nghĩ ra được. Ngôn vũ tuổi thân biếu môi, nhỏ giọng nói. Biện pháp tồi á. Ta thấy rất hay mà. Lẽ nào được một tiểu cô nương xinh xắn thơm không phải chuyện tốt sao? Như thế mà còn không đủ để tạo ấn tượng sâu sắc á? Người vẫn có thể nhân cơ hội dựa vào cơ đấy để gây dựng tình cảm mà. Ờ, biện pháp này được phết. Hứa Quân giao mẩn ra, sau đó vội vã lắc đầu ngầy ngậy, cố gắng gạt phăng những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Suýt nữa bị con quỷ ngốc nghếch này dậy hư rồi ánh mắt ngôn vũ đột nhiên sáng lên. Giao giao, hay là ngươi đi tìm mấy quyển kịch bản xem đi. Ta nghe nói trong đấy viết rất nhiều câu chuyện về tài tử giai nhân cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn, chắc chờ cuối cùng bạch đầu dai lão. Chúng ta tìm vài quyển để đọc, rồi học theo đó, nhất định sẽ có thu hoạch. Hứa quân giao lừa nguyết nàng ta. Bản công muốn mê hoặc nam nhân còn cần xem kịch bản sao? Từ trước đến nay Triệu Nguyên Hữu một đứa trẻ yên tĩnh, không thích nói chuyện. Bây giờ hắn đang ngẩn ngơ nhìn một đóa hoa không biết tên, say sưa đến nỗi không thèm chú ý đến lương dục yên đang nói chuyện với mình. Thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía tiểu cô nương cách đó không xa, nàng đang ôm má ngồi trên một tảng đá tròn. Chính là nàng ấy, chính là tiểu cô nương vừa nãy cười với mình. Hắn đã nhận ra tiểu cô nương lúc nãy, không nhịn được mà đưa ánh mắt hiếu kỳ quan sát nàng một phen. Khôn mặt tròn trịa, đôi mắt tròn vo, nhìn chỗ nào cũng tròn tròn, xinh đẹp hơn các tỷ tỷ muội muội trong cung nhiều, có điều mập hơn các nàng ấy một chút. Nhưng như thế mới càng đáng yêu. Chẳng qua là, mặt hắn đột nhiên mờ mịt. Chẳng qua là nàng không nên có dáng vẻ này. Trong đầu hắn bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ kỳ quái cũng không biết phải nói thế nào chính là ý nghĩ đó bất thình lình xuất hiện trong đầu hắn hắn không khỏi nhân cơ hội thưởng thức hoa cỏ mà len lốt nhìn về phía tiểu cô nương mập mạp khuôn mặt tròn trịa đang mồi ôm má kia cứ như thế mấy lần lương dục yên cũng chú ý đến động tác của hắn và hứa quân giao bên kia đang mê mẩn suy nghĩ gì đó vẻ mặt nàng ta thay đổi nét mặt trở nên khó chịu suy cho cùng lương dục yên vẫn chỉ là một đứa trẻ vì thế bản lĩnh che giấu cảm xúc vẫn chưa đến nơi đến chốn nếu hắn đã có tiểu cô nương này bầu bản, vậy mình cũng không cần đi theo hắn quanh quẩn ở cái nơi chán mắt này nữa chi bằng đi theo vị hoàng tử tốt tính kia còn hơn tiểu cô nương thầm quyết định rồi viện cớ rời đi hai vị tiểu cô nương cũng học theo nàng ta tìm đại một lý do nào đó sau đó đuổi theo đám người triệu nguyên xương Triệu Nguyên Hữu cũng không thèm quan tâm đến các nàng, hắn vẫn len lén nhìn trộm hứa quân dao. Sau một thoáng do dự, cuối cùng vẫn cắn răng tiến về phía nàng. Cũng không biết vì sao trong tiềm thức của hắn luôn muốn gần gũi với tiểu cô nương này, giờ phút này hắn cũng chỉ thuận theo khát vọng trong thâm tâm mình mà thôi. Hứa quân dao thấy Triệu Nguyên Hữu đi về phía mình, vội vàng ngó nghiêm khắp nơi, phát hiện bên cạnh không còn ai khác, thậm chí đến cả cảnh vật đẹp đẽ cũng không có, nàng nhất thời không hiểu đối phương tại sao lại đi về phía mình. Đợi thân ảnh nhỏ bé đến gần hơn, nàng mới thong thả đứng lên, dù sao hai bên đều là trẻ con nên nhưng lễ tiết này cũng không quá khắt khe. Ngôn vũ thấy thằng bé đang đi về phía các nàng, cuống quýt nhường đường. Nàng không muốn để thêm một ai đi xuyên qua người mình nữa, loại cảm giác đó rất kỳ quái, cũng rất khó chịu nàng không muốn trải qua cảm giác ấy một lần nữa. Ngươi, ngươi tên là gì? Triệu Nguyên Hữu nghi ngờ chốt lát, cất tiếng hỏi. Bỗng nhiên thấy trên vai đối phương có một chiếc lá, hắn vươn tay ra nhặt lấy, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Chỗ nãy của ngươi dính một chiếc lá, để ta giúp ngươi lấy xuống. Lời chưa nói xong, cánh môi thằng bé đã chạm vào khuôn mặt mềm mại và ấm áp của hứa quân dao, đôi chân nàng lảo đảo hai người thoáng ngẩn người, hứa quân giao là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, nàng nhanh chóng chứng mắt nhìn ngôn vũ, kẻ đầu sỏ đã đẩy nàng từ phía sau. Cũng không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào nàng thật sự đã làm theo những lời ngôn vũ nói lúc nãy. Nàng lập tức che nửa khuôn mặt vừa bị thơm vào, đôi mắt to tròn chớp chớp, bên trong ánh mắt như có những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, nhưng chứa đầy khuyên bảo dỗ dành nương ta nói nam nữ khác biệt bị ai thơm vào thì người đó phải chịu trách nhiệm tương lai phải cưới nàng ấy làm thê tử ngươi vừa mới thơm ta sau này không thể cưới người khác nữa triệu nguyên hữu bị nàng dọa sợ mồm mở ra nửa ngày nhưng không nói được câu nào nhưng mà nhưng mà nhưng mà ta không cố ý mà thằng bé lý nhí giải thích bất kể vô tình hay cố ý đều phải làm như thế không tin thì về hỏi cha mẹ ngươi đi. Cùng đã dương không có chuyện thu tiến trở lại, hứa quân giao kiên trì dựa theo những lời của ngôn vũ tiếp tục nói. Đúng đúng đúng, chính là như thế, chính là như thế, dựa vào hắn đi, dựa vào ngực hắn trước. Ngôn vũ đứng một bên tận tình chỉ dậy, phân khích nói. Triệu nguyên hữu nào biết bên cạnh còn có một người đang thêm dầu vào lửa, hắn thấy tiểu cô nương nói như vậy thì càng thêm sầu não nói. Nhưng mà, nhưng mà. Không nhưng nghĩ gì cả, dù sao thì. Bảo nha. Hứa quân dao còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy có người gọi nhũ danh của mình. Vừa quay đầu lại thì thấy từ trong khóm hoa xuất hiện một chàng thiếu niên, hắn nhìn nàng với vẻ không bằng lòng. Hạ, Hạ Thiệu Đình. Nàng không dám tin mở to hai mắt nhìn. Sao thiếu niên ánh trăng lại xuất hiện ở chỗ này? không phải hắn đã đi cùng gì hắn rồi sao? Không đợi nàng kịp nghĩ ra, Hạ Thiệu Đình đã bước đến bên cạnh nàng, hắn hơi khom người đón lấy ánh mắt kinh ngạc của nàng, nghiêm túc dậy bảo nói. Bảo nha, những lời muội nói lúc nãy sai rồi, đối với những đứa trẻ như muội mà nói thì những lời đấy đều không tính, muội không cần lo lắng. Thiếu niên ánh trăng trong lòng đột nhiên xuất hiện nên nàng cũng không tiện làm gì nữa, chỉ có thể giả bộ ngây thơ hồn nhiên chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Hạ thiệu đình lưỡng lự một lát, nhưng vẫn duỗi tay xoa đầu nàng, sau đó mới quay người nhịn triệu nguyên hữu vẫn đang mù mờ chả biết gì, nói. Bảo Nha vẫn là một đứa nhỏ, cái gì cũng không hiểu, những lời con bé nói khi nãy ngươi đừng để trong lòng. Giống như lúc ngươi còn bé cũng sẽ có rất nhiều người thơm ngươi, có nam nhân, có nữ nhân, có người lớn cũng có trẻ nhỏ. Những người này đều giống nhau, đều không có liên quan gì đến người mà sau này ngươi muốn lấy. Nói đến câu cuối cùng Triệu Nguyên Hữu mây vỡ lẽ, lập tức thở phào một hơi, nguyện miệng cười. Ai da, chuyện gì vậy nè, uổng công ta và giao giao rồi. Ngôn vũ không vui nói nhỏ. Hứa quân giao lén chừng mắt để nàng ta mau mau ngậm miệng lại, ta còn chưa tính sổ chuyện lúc nãy ngươi bỗng nhiên đẩy ta một cái đâu đấy. Ngôn vũ rụt cổ, tỏ vẻ đáng thương nhưng cũng không dám nói gì thêm chỉ là trong lòng nàng ta có một loại cảm giác hình như dao dao có vẻ để ý đình ca về phần tại sao lại như vậy thì nàng cũng không dám dình trộm tâm tư của nàng ấy hạ thiệu đình nhếch miệng nhìn tiểu nha đầu bên cạnh mặc dù tiểu nha đầu bên cạnh có lúc thảo mai nhưng là một cô bé rất nghe lời phụ mẫu cho dù bản thân con bé không hiểu câu nói của phụ mẫu có ý gì nhưng đều ghi tạc trong lòng nếu không lúc nãy sẽ không nói những lời như vậy. Chợt có công nữ đến tìm tiểu hoàng tử, thấy triệu nguyên hữu đang ở đây thì nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hành lễ nói. Ngũ hoàng tử, thái tử điện hạ chuẩn bị về cung rồi. Triệu nguyên hữu chớp đôi mắt sáng trong nhìn gương mặt đang thẫn ra của tiểu nha đầu, mặc dù hắn cảm thấy thích thích nàng, nhưng cái suy nghĩ kỳ quái kia cứ hiện ra trong đầu hắn rằng nàng không nên có dáng vẻ này. Ta phải đi rồi, người tên là Bảo Nha. Hắn nhẹ giọng hỏi. Hứa quân giao gật đầu. Triệu Nguyên Hữu nhìn nàng một cái nữa, sau đó mới quay người đi theo công nữ. Hứa quân giao nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn, âm thầm lắc đầu. Hoàng đế phu quân của nàng quả nhiên là một đứa trẻ tốt tính dễ nói chuyện. Chỉ cần không phạm vào thứ mà hắn căm ghét, thì hắn luôn là người cực kỳ dễ nói chuyện. Nói một câu khó nghe hơn thì chính là tính cách hắn có chút mềm yếu, nếu không hậu phi của hắn sau này cũng sẽ không dám can thiệp vào triều chính. Tính cách như vậy, thật ra không thích hợp làm hoàng đế, nhưng mệnh hắn tốt, hai huynh trưởng của hắn đánh nhau toác đầu chỉ vì long y, con thứ của thái tông hoàng đế thì không có ai quá mức xuất sắc, vì vậy mới khiến cho hắn được hơi. Hơn nữa, trước khi băng hà thái tông hoàng đế đã thu xếp thỏa đáng mọi chuyện, để lại cho hắn một thiên hạ thái bình cùng với một đám trung thần tướng giỏi mặc dù đám triều thần ai cũng có chút tâm tư nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là những quân thần tốt tương phản những quân thần có ý xấu luôn ở trên triều tranh chấp không ngừng không ai chịu nhường ai thay vào đó mọi việc đều được giao cho vị hoàng đế hèn nhát này đám triều thần vừa một lòng trung thành lại vừa có thể khắc chế lẫn nhau không thể không nói Thái Tông Hoàng đế đã thật sự lao tâm khổ tứ vì người con trai này. Nàng trấn tĩnh lại, tạm thời gác lại những chuyện này, ngẩng mặt hỏi Hạ Thiệu Đình. Đình ca, sao huynh lại ở đây vậy? Hạ Thiệu Đình thoáng sưỡng ra, sau đó ngạc nhiên hỏi. Bảo Nha còn nhớ huynh sao? Nhớ chứ, huynh chính là Đình ca. Má lúm trên mặt hứa quân dao lúc ẩn lúc hiện, trả lời giòn giã. Hạ Thiệu Đình không khỏi mừng thầm. Trẻ nhỏ có tính hay quên, đặc biệt là những đứa bé như nàng, bản thân mình đã rời đi hơn một năm, hắn không ngờ rằng con bé chẳng những vẫn nhận ra mình, mà còn nhớ rõ cả tên của mình nữa. Bảo Nha quả nhiên là một đứa trẻ vô cùng thông minh. Hắn không nhịn được mà xoa đầu con bé. Dì ta được mời đến đây dạy theo thùa, nên ta cũng theo dì đến đây về những cái khác hắn không hề nhiều lời dù sao tiểu nha đầu này vẫn còn nhỏ nói cũng chẳng hiểu được bao nhiêu hứa quân giao tỉ mỉ quan sát thấy mặt mày hắn bình thản thong thả không hề có nửa phần cảnh giác và thù địch từ con mắt của một người có thể dò xét được cuộc sống gần đây của người đó bởi vậy nàng mới biết được gì của hắn đối rất tốt với hắn dì huynh giói quá nàng dùng giọng điệu của trẻ nhỏ và gương mặt đầy dùng bái nói sau này bảo nha chăm chỉ học tập, tương lai cũng sẽ giỏi giang giống như gì của ta. Hạ Tiểu đình khích lệ nàng. Hứa quân dao nhìn hắn cười ngọt ngào. Không khí giữa hai người đang tốt đẹp, Nguyễn Thị dắt theo châu ca hấp tấp đi tìm nữ nhi, thấy tiểu nha đầu bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm, khi thấy nữ nhi nhà mình đang nói chuyện với một đứa trẻ nào đó, nàng vừa mừng vừa ngạc nhiên. Đây không phải là đình ca sao? Châu ca cũng nhìn thấy cố nhân, vùng ra khỏi tay nương vui mừng chạy về phía trước. Đình ca, huynh đến tìm ta ư. Hạ thiệu đình cảm nhận được niềm vui của bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Hóa ra cảm giác khi được người ta nhớ nhung sẽ hạnh phúc đến vậy. Trung quy vẫn là phù của người khác, Nguyễn Thị cũng không tiện nhiều lời, nàng chỉ hỏi hạ thiệu đình vài câu, sau đó ai nấy nói với kỳ phu nhân đứa trẻ này có quen biết với gia đình chúng ta, lại chia cách nhiều ngày, không nghĩ đến hôm nay có thể gặp nhau ở đây, thật sự khéo quá. Kỳ phu nhân cười nói. Dì của đứa trẻ này có một tay nghề theo thùa xuất sắc, sau khi ta biết được liền cho người đặc biệt mời về phủ, nhờ nàng ấy chỉ bảo. Chưa từng nghĩ đến đứa trẻ này lại từng có một đoạn duyên phận như vậy. Hai người lại khách sao vài câu, Nguyễn Thị hỏi nơi ở hiện nay của Hạ Thiệu Đình, sau đó mới dắt tay đôi nhi nữ mặt đầy lưu luyến rời đi. Đình ca, huynh nhớ tới tìm đệ cùng chơi đó. Phía xa truyền đến tiếng giận dò của châu ca, cánh môi hạ thiệu đình mím lại, nở một nụ cười ấm áp. Biểu hiện của các nhi tử trong hoa viên kỳ phủ đã được công nhân lần lượt báo lại với thái tử, đặc biệt là lời nói ngây thơ của hứa quân giao đã khiến thái tử không nhịn được mà bật cười. Nữ nhi của đường tùng nhiên sao? Quả là một tiểu nha đầu đáng yêu. Hắn lại nghĩ đến chuyện vi lương bị vạch tội, đôi mắt dần dần trở nên thâm trầm. Năm đó Kỳ Uyên từng nói với hắn, con người của đường tùng niên tâm tư kín đáo, sự sự thủ đoạn, giữ ở trong quân đội không thể phát huy hết sở trường của hắn, chi bằng tiến tử hắn làm quan để rèn luyện hắn một phen, nếu sau này có thành tựu điện hạ có thể dùng hắn. Trường 35, nhậm chức. Hôm nay có thể gặp đường tùng nhiên ở kỳ phủ, thấy rõ những chính tích của hắn trong những năm gần đây, quả thật là có thể lọt vào mắt xanh của Bình Chi. Sao chính tính, thành tích làm việc trong khi tại tức của quan lại? Hắn biết rõ vì sao Vi Lương bị buộc tội, đó chẳng qua là chiêu trò của đám người khâu trọng muốn thăm dò hắn. Mặc dù đám người này từng đi theo thái tử, nhưng cũng là những người có tài mà đại tề đang cần lúc này, hắn không muốn nhìn thấy viên ngọc sáng bị che lấp cho nên quyết định không truy cứu trách nhiệm nhưng xem ra hiện nay bọn họ có vẻ vẫn không tin hắn thật sự đã bỏ qua chuyện cũ, bọn họ không cam lòng từ quan rời đi, mất cơ hội thực hiện hoài bão, bởi vậy mới có sự thăm do này. Từ trước đến nay người tài thì luôn kiêu ngạo, hắn hiểu được điều này, và cũng bởi vì hắn tin vi lương trong sạch, cho nên mới không để ở trong lòng. Hắn phái người dựa theo phép công mà làm, điều tra hết thảy những quan viên có liên quan. Sau khi đường tùng niên từ kỳ phủ trở về, hắn chuẩn bị kỹ càng công văn báo cáo để mang đi nộp khi hắn đến lại bộ quan viên phụ trách thu công văn nhìn chằm chằm danh sách trong tay hắn rồi lại ngước lên nhìn hắn nói đường tùng niên an bình huyện lệnh của phủ hà an đúng vậy vẻ mặt của vị quan hơi khó hiểu nhưng cũng không nói thêm đã nhận được công văn đường đại nhân cứ trở về yên tâm đợi tin tức đường tùng niên cảm tạ hắn Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi cổng lớn của lại bộ thì đã bị đại lý tự mời đi. Đường Tùng Niên hoài nghi đi theo người báo tin đến đại lý tự. Đến nơi, hắn nhận ra người ngồi chính giữa là tân nhiệm đại lý tự khanh, bên cạnh có hai vị quan viên lạ mặt, nhìn quan bào đều là đại quan tứ phẩm trở lên, đường Tùng Niên cảm thấy kỳ quái. Đường đại nhân không cần lo lắng, bản quan phụng chỉ điều tra ký lưỡng vụ án làm quyền của vi lương, khâm sai vi đại nhân. Mời đường đại nhân tiến lên, bọn ta có mấy câu muốn hỏi đại nhân. Đại lý tự khanh nói. Đường tùng niên vừa nghe đã hiểu, nói. Chỉ cần là việc hạ quan biết, hạ quan sẽ thành thật khai báo. Ngay sau đó, đại lý tự khanh hỏi hắn vài câu, đường tùng niên trả lời rõ ràng rành mạch, không thẹn với lương tâm. Sau khi trả lời xong, đại lý tự khanh cũng không làm khó, lệnh cho người đưa hắn ra ngoài hai vị đại nhân có chỗ nào không hài lòng với cách thẩm vận của hạ quan không sau khi đường tùng niên rời đi đại lý tự khanh trầm mặt hỏi hai người hai người đưa mắt nhìn nhau nói bọn ta không có ý khiến gì cả đại lý tự khanh hư một tiếng rất tốt nếu đá như vậy mời hai vị đại nhân về cho dứt lời hắn phất ống tay áo đi ra phía sau bình phong đồ không biết điều. Thái tử Điện Hạ không truy cứu chuyện các người từng giúp phế thái tử bầy mưu tính kế đã là thiên ân cuồn cuộn rồi, mà các ngươi còn không biết điều. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết thì quay đầu vô cáo vi đại nhân. Hai người kia biết mình bị người ta ghét, không nói không rằng rời đi. Khoảng chừng một tiếng sau, bọn họ ở trong một phủ đệ trong thành, một trong số họ nhìn nam tử gầy yếu nói. Khâu đại nhân, Thái tử Điên Hạ đã lệnh cho đại lý tự tham gia điều tra, chúng ta cũng nên dừng tay rồi. Thái tử Điện Hạ không so đo chuyện cũ, khoan hồng đại lương, quả thật là người có tấm lòng nhân hậu, thực sự là một minh quân. Chúng ta cũng nên có ơn tất báo mới đúng. Một người khác nói. Lúc đầu chúng ta đi theo phế thái tử, đều là vì muốn góp phần công sức nhỏ bé của mình cho dân cho nước, vì phế thái tử cống hiến mưu kế để đối phó với Điện Hạ, trước nay đều hết lòng vì chủ, tuyệt không hài lòng. Có lẽ Thái tử Điện Hạ cũng hiểu rõ điều này nên mới không truy cứu chuyện trước đây, vẫn giao cho chúng ta nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta không thể cứ mãi phụ lòng tốt của người khác được. Khâu trọng trầm mặc một lúc lâu, phủi áo bào, trịnh trọng nói. Hai vị yên tâm, khâu trọng ta không phải người không biết điều. Ngày mai ta sẽ nhận tội danh vu không mệnh quan triều đình với Thái tử Điện Hạ, nếu Điện Hạ vẫn bằng lòng trọng dụng khâu mố, đời này kiếp này khâu mố sẽ đánh đáp ơn tri ngộ của ngài ấy trung thành đi theo thái tử điện hạ tuyệt không hai lòng hắn cũng bị khiếp sợ trước cách làm mạnh mẽ quyết liệt của thái tử giết huynh bức cha không hề nương tay với máu mù ruột thịt giết là giết bỏ tù là bỏ tù có thể nói là nhổ cỏ tận gốc thủ đoạn tàn nhẫn khiến lòng người kinh hãi một người từng giết huynh bức cha lại bằng lòng cho bọn họ những người đã từ đi theo phế thái tử một con đường sống, khiến hắn không thể không nổi lên nghi ngờ, cho nên mới nghĩ cách thăm dò thực hư. Nhưng thăm dò đến bước này, hắn cảm thấy, bất kể thái tử đang làm bộ làm tịch hay giả nhân giả nghĩa, chỉ ít thái tử có thể làm đến bước này thì hắn cũng bằng lòng thân phục. Hắn phải nắm bắt cơ hội cuối cùng để thực hiện hoài bão của mình, về phần người trước người sau hắn cũng chẳng quan tâm được nhiều như thế. Nói đến đường tùng niên sau khi rời khỏi đại lý tử thì về thẳng phủ, thấy đôi nhi nữ nấp trong bụi cỏ như mèo rình mồi, hắn tò mò hỏi. Các con đang làm gì vậy? Phụ thân, bọn con đang đấu cỏ à? Giọng nói lanh lành của châu ca vang lên. Đường tùng niên nghe thấy liền bật cười. Cho này được đấy. Để phụ thân làm trọng tài cho các con, xem ai là người chọn được loại cỏ tốt nhất. Bọn con không cần trọng tài, Hứa quân dao từ trong bụi cỏ chui ra, trên tóc dính cỏ, đôi mắt lanh lợi, non nớt trả lời. Sao không cần trọng tài? Đường Tùng niên cười, tiện tay giúp con bé nhặt cọng cỏ dính trên tóc, đang định nói tiếp thì thấy Châu Ca ôm theo đống cỏ chui ra, thằng bé và muội muội cùng nhau ngồi bịch xuống đất, mỗi người tự đặt đống cỏ mà mình hái đứa ra trước mặt. Đường Tùng niên thò đầu nhìn, đang muốn cẩn thận xác định xem hai huynh muội bọn họ hái được cỏ gì, đã thấy hai đứa cầm cọng cỏ của mình, đan chéo cọng cỏ lên nhau thành hình chữ thập, sau đó dùng sức kéo về phía sau, chỉ nghe, bụp một tiếng, cọng cỏ trên tay châu ca đứt làm đôi. Hóa ra là đấu võ, hèn chi nói không cần trọng tài. Sau khi được khai sáng hắn cảm thấy buồn cười không thôi. Muội nhắn rồi. Hắn nghe thấy tiếng nói vui mừng của tiểu nha đầu năm ván tháng 3, lại lần nữa. Ta không tin là mình sẽ thua bảo nha ngốc nghếch. Châu ca không phục nói. Hứa quân dao lắc lư cái đầu, đắc ý nhìn hắn, rồi lại nhìn hắn tiếp tục chọn cỏ, cọng cỏ đan chéo nhau, hai người tiếp tục dùng sức kéo về sau. Lại một tiếng bụp vang lên. Cọng cỏ của châu ca đã đứt làm đôi. Muội lại thắng rồi. Hứa quân dao cười tít cả mắt có lẽ bản cung không nhận ra được nhiều loại hoa cỏ quý giá nhưng nếu chỉ là vài cọng cỏ dại bền dai thì bản cung là cao thủ đấy nàng hoàn toàn không có cảm giác mình đang cậy mạnh hiếp yếu nhờ vào ký ức của hai đời mà bắt nạt trẻ con dù sao tiểu đường đại nhân cũng không phải một đứa trẻ bình thường nàng càng thêm hả hê khi nhìn thấy bộ dạng không chịu thua của châu ca ở ván thứ ba châu ca vẫn thua thậm chí hứa quân giao còn chẳng cần đổi cọng cỏ nào trong tay nàng vẫn cầm cọng cỏ ở ván thứ nhất năm ván tháng ba châu ca thì thua liên tiếp ba ván lúc này đã không cần phải chơi thêm ván thứ tư và năm nữa ta thắng rồi ta thắng rồi hứa quân giao vui đến nỗi vứt luôn cọng cỏ đã bị keo đến nỗi rách lớp vỏ ra sau đó chỉ vào thằng bé mà nói đã nói phải giữ lời huynh mau múa đi châu ca cười cứng ngắc lấy lòng muội muội đề nghị hay đổi cách trừng phạt khác đi không được nói được làm được huynh nhảy mau hứa quân giao gạt phăng đề nghị của thằng bé đường tùng niên quan sát hai huynh muội một lát sau đó tò mò hỏi người thua phải làm gì hứa quân giao ra vẻ thần bí nháy mắt nhìn hắn người xem đi đường tùng niên cười phá lên dí tay vào mặt con bé, sau đó nhìn châu ca ủ rũ đang tiến lên vài bước, quay lưng về phía bọn họ, đột nhiên thằng bé lắc lắc mông, vừa lắc vừa ngắc ngứ hát. Ta là một thằng nhóc cực kỳ ngốc, cực kỳ ngốc, cực kỳ ngốc, la la la, lá la la. Đường tùng niên. Hắn cạn lời nhìn nhi tử của mình vừa hát vừa múa, lúc thì lắc lắc cây mông, lúc thì lắc lư cay eo đường tùng niên giờ khóc giờ cười khi nhìn dáng điệu kỳ quái của nhi tử. Khi hắn quay đầu nhìn nữ nhi thì thấy con bé đang cười bò ra đất, tiếng cười khanh khách, trong veo vang vọng khắp vườn. Ta là mèo con tham ăn, mèo con tham ăn ý à tham ăn, mèo méo meo, lá là la. Mới đầu châu ca còn cảm thấy không được tự nhiên mà ngượng đến nỗi mặt đỏ cả lên, nhất là khi nhìn thấy muội muội ôm bụng cười bò và khuôn mặt nén cười của phụ thân. Nhưng hát mãi hát mãi, thằng bé cứ thế hòa mình vào giai điệu và cháy hết mình, mông lắc mạnh hơn, tiếng hát ngày càng vang dội hơn. Sau đó tiếng hát ấy đã thu hút Nguyễn Thị cùng Thúy Văn đi ngang qua, nàng thấy Nhi Tử đang làm trò, lại thấy nữ Nhi đang cười đến nỗi nằm bò trên mặt đất. Nguyễn Thị vừa buồn cười vừa tức giận, cuối cũng vẫn không nhịn nổi đành che miệng cười. Hai đứa giờ hơi này. Đường Tùng Niên cũng không giấu được niềm vui của mình mặc dù hứa quân giao vẫn còn buồn cười nhưng lúc này cười không ra tiếng nữa bởi vì nàng nhìn thấy ngôn vũ con quỷ ngốc nghếch kia không biết từ lúc nào đã chạy tới phía sau châu ca lắc lư theo động tác của thằng bé vốn dĩ nàng có thể không cần bận tâm nhưng cứ nhìn thấy gương mặt giống hệt mình đời trước đang làm trò kia nàng giống như nhìn thấy hứa thục phi ung dung cao quý xinh đẹp vô song đang đứng trước mặt mọi người lắc mông uốn eo mua vui Cảnh tượng này quả thực quá đỗi đẹp đẽ, nàng không chịu nổi khi nhìn cảnh này. A à, Vũ ngươi là đồ mốc. Quay về đây cho bàn cung. Nàng sắp phát điển rồi, nàng vò đầu bứt tóc, trừng mắt tức giận nhìn dáng người mảnh mai, thầm mắng trong lòng. Động tác lắc mông của ngôn vũ lập tức ngừng lại, nàng ta nhìn nàng với ánh mắt trột dạ, nhanh chóng bay trở về bên cạnh hứa quân dao, nhìn nàng cười lấy lòng. Hứa quân dao bịt mắt, nàng cảm thấy mỗi lần môn vũ xuất hiện đều thử thách giới hạn của mình, đều làm cho nàng không dám nhớ đến dáng vẻ hứa tục phi của mình đời trước. Bên này, cuối cùng Châu Ca cũng thực hiện xong hình phạt của mình, thằng bé thờ hổn hển chạy về phía mẫu thân, tên mặt trên cổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đây là thằng nhóc ngốc nghếch nhà ai, ta không quen. Đường Tùng Niên mắng yêu. Nguyễn Thị không dễ gì mới nén được tiếng cười kéo châu ca đến bên cạnh lau mồ hôi cho thằng bé. Châu ca ngoan ngoãn ngẩng mặt cho mẫu thân lau, ánh mắt sáng rực, không chút mắc cỡ. Hứa quân dao vừa áp chế con quỷ không an phận, vừa quay đầu nhìn châu ca với khuôn mặt đỏ ửng vì mua hát, nàng nhớ lại trò hề lúc nãy của thằng bé thì không nhịn được bật cười, đường tùng niên nghe thấy tiếng cười trong trèo, êm tai của nữ nhi không nén được cong miệng cười, hắn cảm thấy tất cả trước mắt hắn đều tốt đẹp tốt đẹp đến nỗi khiến hắn có thể bất chất tất cả để bảo vệ. Sau một lát, cả nhà vào phòng, Nguyễn Thị tự tay rửa mặt cho nữ nhi, sau đó thay cho con bé một bộ đồ mới, còn Châu Ca tự giác đi rửa mặt thay quần áo. Khi thấy hai huynh muội bọn họ sạch sẽ tinh tương, nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trong phòng ăn điểm tâm, đường tùng niên mới cất tiếng hỏi. Không phải hai đứa bảo đi nhà đình ca chơi sao? Sao về sớm thế? đình ca phải giúp cô của huynh ấy làm việc không rảnh đâu châu ca trả lời qua quýt nguyễn thị giải thích hà nương tử nhận công việc của kỳ phủ một nhà ba người thuê một gian phòng nhỏ trong kinh thành ở tạm ban ngày nàng ấy đi kỳ phủ dạy theo phương tỷ ở nhà chăm lo việc nhà đình ca hiểu chuyện nên cũng giúp đỡ một tay những đứa trẻ nhà nghèo đã biết quán xuyến việc nhà từ bé cũng hiểu chuyện hơn hai đứa con của chúng ta Đường Tùng Niên nhấp ngụm trà nói. Châu ca có chút không phục, những trong mồm nhét đầy điểm tâm, chỉ có thể hừ hừ vài tiếng tỏ ý không tán thành. Hứa quân do không thèm để ý, hiểu chuyện hay không hiểu chuyện thì làm sao nào? Nàng chẳng thèm để trong lòng, nàng chỉ bùi ngùi khi biết cuộc sống của đại tướng quân khi còn nhỏ cũng chẳng tốt hơn sau này là bao. Có lẽ là vì hắn chính là thiên tướng giáng trần được trao trọng trách to lớn chăng? nàng cắn một miếng điểm tâm, miên man suy nghĩ vớ vẩn. Tam đệ, tam đệ đã về chưa? Ngoài viện vang lên tiếng gọi của đường. Bách niên, tay bưng ly trà của đường tùng niên thoáng khựng lại, Nguyễn Thị ở cạnh nhẹ nhàng huyết vai hắn, nhắc nhở. Đại ca gọi chàng kia. Đường tùng niên, ưm, một tiếng, rũ ống tay áo, đứng dậy đi ra. Đại ca tìm đệ có chuyện gì à? ta nghe nói đệ bị đại lý tự bắt đi, trong lòng vô cùng lo lắng, nên đến đây xem, đệ có sao không? Đại lý tự bắt đệ làm gì? Đường Bách Niên thăm dò. Đại ca nghe được chuyện này ở đâu? Đường Tùng Niên hỏi. Lúc nãy ta đi uống rượu với mấy người bạn nên nghe được. Tam đệ à, thật sự không sao chứ? Đường Bách Niên nhìn chằm chằm hắn, không có sót bất kỳ một biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn ta có thể khỏe mạnh đứng trước mặt đại ca thì có việc gì được chứ? Đường Tùng Niên cười gằn. Như thế thì tốt, như thế thì tốt, bây giờ đệ là trụ cột vững chắc của gia đình chúng ta, không thể xảy ra việc bất chắc được. Đường Bách Niên cười khan mấy tiếng, tiếp tục nói. Nếu tam đệ đã không sao, vậy ta cũng không quấy rầy dệ nữa. Nói xong bèn quay người rời đi. Ở kinh thành lăn lộn hơn một năm, bên cạnh hắn không có lấy một người nói ngon nói ngọt, đồng thời cũng thấy được sự giàu sang xa hoa của kinh thành, khiến cho tính tình của hắn đã bớt phóng túng hơn, cũng thông minh ra rất nhiều. Chỉ ít là chuyện khi nãy, nếu là trước đây, sau khi có được tin tức này hắn nhất định sẽ châm chọc khiêu khích đường tùng niên, còn bây giờ đã biết thăm dò thật giả trước, trong lời nói cũng biết giữ lại đường lui cho mình. Đại ca tìm chàng làm gì vậy? Nguyễn Thị thấy phu quân quay lại, nàng vừa lau mồm giúp nữ nhi vừa thuận miệng hỏi. Không có gì đâu, đại ca nghe được mấy câu nên tìm ta hỏi rõ chân tướng. Đường Tùng Niên véo mặt nữ nhi một cái, con bé hầm hầm nhìn lại hắn, làm cho hắn lắc đầu có chút bất lực lại có chút buồn cười. Sau khi giao nộp công văn báo cáo, trừ nhẫn nại chờ tin của lại bộ ra, đường Tùng Niên cũng không có cách nào làm chuyện khác nhưng hắn đã đợi suốt hai tháng trời về việc hắn đi hay ở vẫn chưa có phán quyết hắn đợi đến lúc nhận được tin tức kiến trương đế thoái vị và thái tử đăng cơ tân đế đăng cơ thay đổi niên hiệu là thiên hy năm sau sẽ là thiên hy năm thứ nhất tôn phụ hoàng kiến trương đế thành thái thượng đế hứa quân giao âm thầm tính toán bất ngờ phát hiện ra đời này thái tông hoàng đế đăng cơ sớm hơn đời trước một tháng nàng không khỏi cau mày chuyện gì xảy ra vậy sao lại không giống với đời trước thế chẳng lẽ đời này đã xảy ra biến số ở đâu rồi ư lại nghĩ mặc dù đời này nàng không chủ động cản trở vào tương lai của ai nhưng sự tồ tại của nàng vốn là một loại cản trở ví như nguyễn thị vốn đã phải chết vì bệnh tật lúc này vẫn sống sờ sờ lại ví như nếu như không có nàng diệu ca bây giờ vẫn giống anh trai hưng ca của hắn là một thằng nhóc láo lếu không biết sợ ai, lúc nào cũng chạy loạn khắp nơi trêu chọc mọi người. Nàng xoa cằm, đăm chăm nhìn về phía Diệu Ca vừa nhìn thấy mình đã co rúm người lại sau gốc cây. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự bị nàng dọa cho mất mật rồi? Như vậy cũng tốt, biết sợ người thì sau này hành xử mới bớt phóng túng, tùy tiện, tương lai cũng không đến mức vì chuyện này mà chịu thiệt. Chẳng qua, nàng không biết một chuyện. Đời trước Diệu ca cũng không phải không biết sở, không có nàng thì vẫn còn một châu ca không bao giờ để mình chịu thiệt. Chỉ là châu ca của đời trước sau khi mất đi mẫu thân và muội muội thì tính cách không hoạt bát, vui tươi như đời này. Ngày hôm đó, hứa quân dao nằm ngoài ra cửa sổ nhìn phố xá từng bừng náo nhiệt, người đi đường tươi cười vui vẻ. Nàng cảm thấy từ khi tân hoàng đăng cơ, toàn bộ kinh thành dường như rực rỡ hẳn lên. Bảo Nha cũng chọn cái này. Giọng nói của Nguyễn Thị vừa truyền đến nàng đã cất giọng lanh lành đáp lại luôn. Sau đó bò xuống ghế chạy về phía Nguyễn Thị đang chọn vải để may quần áo mới cho nữ nhi. Trường quầy bên cạnh thấy thế cười nói. Phu nhân có đôi mắt tinh tưởng quá. Hai cuộn vải trên tay người là loại vải mềm mại nhất. Cũng là loại bền nhất của cửa tiệm chúng tôi. Loại này đặc biệt thích hợp để làm quần áo cho trẻ nhỏ. Trẻ con tuy nghịch ngợm nhưng cũng rất yếu ớt vì vậy vải phải mềm mại trẻ con cũng rất hiếu động vải cũng không thể quá mỏng manh nếu không mới mặc mấy đã rách thì rất tiếc trường quầy cũng nhìn ra mặc dù vị phu nhân trước mặt này gia cảnh không tồi nhưng không phải loại người tiêu xài phung phí xa xỉ nàng rất biết cách sống nhìn tấm vải nàng chọn cho nữ nhi là biết ngay hứa quân giao vừa nhìn đã biết hai cuộn vải nguyễn thị chọn cũng chẳng phải loại có tiếng gì nhưng khi sờ vào thì khá là mềm mại, màu sắc cũng rất đẹp. Nàng nhìn trên ngó dưới, cuối cùng chỉ về phía cuộn vải màu vàng bên phải. Con muốn cuộn vải này. Cuộn này sao? Nhưng nương cảm thấy cuộn màu hồng đẹp hơn. Nguyễn Thị do dự nói. Bản cung biết ngay mà. Bao phu nhân chỉ thích bản cung mặc mấy màu đỏ chót rực rỡ thôi. Hứa quân giao sao không hiểu nàng ấy chứ, nhưng nàng cũng đành phải vậy vậy thì lấy hai cuộn đấy đi hứa quân giao nói nếu đã thấy hai màu đấy đều đẹp vì thì cứ lấy luôn hai cuộn đấy đi hứa thục phi không thèm để ý mấy chuyện nhỏ nhặt ấy nguyễn thị cười sao tiểu nha đầu tham lam thế hả hứa quân giao nhìn nàng ấy với vẻ mặt vô tội thôi cũng được nghe lời con vậy hai loại này đều lấy nguyễn thị cũng không muốn làm phật ý nữ nhi nếu đã rơi vào thế khó xử chi bằng lấy hết đi. Nương, con cũng muốn loại màu vàng nhạt kia. Chợt nghe thấy giọng nói của một tiểu cô nương, Hứa Quân Dao nhìn qua, nhận ra là giọng nói của Lương Dục Yên thì hơi bất ngờ. Lương Dục Yên cũng không ngờ sẽ gặp nàng ở chỗ này. Trưởng quầy nhanh trí đưa cuộn vải màu vàng nhạt như của Nguyễn Thị cho Lương phu nhân. Lương phu nhân sờ vào cuộn vải, lông mày nhíu lại, lướt ánh mắt khinh thường nhìn về phía Nguyễn Thị quay đầu nhìn Nữ Nhi, nói: "Loại vải giá rẻ này không phù hợp với thân phận của con. Con phải nhớ kỹ, chúng ta không phải gia đình tầm thường, nếu đã cần thì phải là loại tốt nhất." "Đệ đệ Cửu Uyên được thăng chức làm lại bộ thượng thư. Nhà các nàng bây giờ đã không giống như xưa, cách ăn mặc phải nâng lên một đẳng cấp khác, như thế mới xứng với thân phận của đệ đệ." Lương Dục Yên có chút không nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo. Hứa Quân Dao nhìn thấy rõ ánh mắt của Lương phu nhân nhìn Nguyễn Thị, nhưng trong lòng không hề tức giận, nàng ngẩng khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ hỏi: "Không phải gia đình bình thường thì là gia đình gì á? À? Có phải là gia đình công khanh sao? Nhất phẩm phu nhân như trong kịch nói không à?" "Sao? Công khanh quan có chức tước cao." Bảo Nha không được nhiều lời. Nguyễn Thị không tán đồng nhìn nữ nhi. Mặt Lương phu nhân cứng đờ nét mặt không được tự nhiên. Nếu phu quân nàng thật sự có khả năng dành cho nàng một cáo mệnh phu nhân, nàng cũng không cần dắt nữ nhi đi lấy lòng em dâu không biết đẻ trứng kia nữa. Trên thực tế, phu quân của nàng vừa mới mất chức quan, hiện giờ còn đang nhàn rỗi ở nhà, trừ ngày ngày uống rượu mua vui ra thì chẳng chịu làm cái gì. Nguyễn Thị dắt nữ nhi xin lỗi vị phu nhân trước mặt. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện thiếp thân thay mặt tiểu nữ bồi lễ với phu nhân mong phu nhân không trách tội như này đã tính là gì chỉ là sau này ngươi phải dạy dỗ lại nữ nhi của mình kinh thành không giống như những chỗ khác đi đâu cũng là quý nhân nếu lại đắc tội lần nữa thì một câu xin lỗi cũng chưa đủ đâu lương phu nhân hư nhẹ một tiếng cảm tạ phu nhân đã nhắc nhở nguyễn thị tốt tính nói thấy thái độ cung kính giọng điệu chân thành tha thiết của nàng tức tối trong lòng lương phu nhân tan biến hết, nàng ta liếc hứa quân dao một cái, sau đó dẫn nữ nhi đi sang quầy hàng bên cạnh. Đi mãi đi mãi, chợt nghe thấy có tiếng bước chân rồn dập vội vã truyền đến, nàng ta cau mày, nghe thấy phía sau có người nói. Phu nhân, việc tốt, việc tốt trời ban, lão gia được vào lại bộ và nhậm chức khảo công viên ngoại lang. Nàng ta vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, vội vàng quay đầu nhìn lại, thì thấy người đến bao tin vui là một gã sai vật lạ mặt, gã sai vật sắc mặt vui mừng hớn hở, hắn ta đi nhanh về phía mà các nàng vừa rời đi. Thật sao? Nàng ta vô cùng vui mừng tiến lên trước mấy bước muốn xác nhân rõ tin tức, nhưng lại thấy gã sai vặt dừng trước mặt Nguyễn Thị. Nụ cười trên khuôn mặt nàng ta lập tức đông cứng lại, mắt mờ chừng chừng nhìn vị phu nhân vừa nãy còn nhận lỗi với mình, nàng ta vội vàng phân phó gã sai vật tính tiền còn mình bế nữ nhi ra cửa nhìn xem. Tiểu nha đầu được Nguyễn Thị nắm tay đột nhiên quay đầu lại, con bé nhìn thẳng vào mắt nàng ta, nở một nụ cười châm biếm. Châm biếm, nàng cảm thấy hơi choáng váng, còn đang tưởng mình nhìn nhầm, lúc đang định xác nhận lại thì đã không thấy bóng dáng hai mẹ con bọn họ đâu rồi. Có thấy không, người vừa nãy mới là phu nhân thế gia chân chính, khiêm tốn lễ độ, sự sự mềm dẻo nàng ta nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng nói. Cho dù đối phương trả động chạm gì đến mình, nhưng nàng ta vẫn thẹn đến nỗi cuống cả lên, lại nghe thấy nữ nhi vẫn luôn im lặng nói. Hồi trước lúc ở nhà cậu mợ còn từng gặp bọn họ. Sao con không nói sớm? Lương phu nhân nghe mà bực, nhìn nữ nhi chừng mắt giữ tợn. Lương dục yên tủi thân nói. Người cũng có hỏi đâu. Hứa quân giao cảm thấy vô cùng bất ngờ, đời này đường tùng niên không vào binh bộ nhậm chức kho bộ viên ngoại lang mà trực tiếp vào thẳng lại bộ nhậm chức khảo công viên ngoại lang mặc dù cấp bậc không thay đổi vẫn là viên ngoại lang nhưng lại bộ tốt hơn binh bộ nhiều suy cho cùng đó là nơi mà người người đều tranh nhau vào vào đó tức là đã nắm quyền trong tay xem ra dù nàng cố ý hay vô ý thì đời này có nhiều việc đã thay đổi gạch nối Hạ Thiệu Đình đi trong con hẻm trên đường đến Kỳ Phủ, trên tay thằng bé ôm bọc đồ mà em họ Phương Tỷ muốn gửi cho cô, đột nhiên có người chặn đường đi của hắn. Hạ Thiệu Đình cau mày, nhận ra người cản đường mình chính là con riêng của phu nhân Trấn viện tướng quân Đỗ Thành Trung, thấy thế hắn mím chặt môi. Chính là ngươi, ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là người lần trước nói năng lỗ máng trước mặt phụ thân của ta. Phùng Duy Lượng vừa tròn 11 tuổi, thân hình khỏe mạnh chắc nịch, Hắn vùng tay lên, một tùy tùng từ sau lưng hắn đi ra thẳng thừng đánh rớt bọc đồ mà Hạ Thiệu Đình đang ôm. Hạ Thiệu Đình tức giận, không thèm nghĩ nhiều mà nhặt ngay một thanh gỗ bên đường lao vào đánh đối phương. Trường 36, hắn không phải đứa trẻ không có ai thương yêu. Tùy tùng không ngờ thằng bé dám đánh lại, hắn ta tức giận, không cần chủ tử phân phó đã rỗi tay muốn nắm lấy thanh gỗ trong tay Hạ Thiệu Đình. Nhưng Hạ Thiệu Đình vốn có kinh nghiệm, thực chiến làm thế nào để dễ dàng đắc thủ thằng bé thoang cai đã tránh thoát khỏi động tác của hắn ta sau đó hạ thiệu đình mạnh mẽ vung gậy về phía hai chân của tên tùy tùng mặc dù hắn nhỏ tuổi nhưng đã bắt đầu giúp người nhà làm việc từ sớm thế nên sức lực cũng lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa một gậy này đánh xuống tên tùy tùng kêu lên thảm thiết hắn ta ôm lấy đôi chân bị đánh chúng lăn lộn trên mặt đất gào khóc dữ dội phùng duy lượng tức giận hắn cảm thấy bản thân mình đang bị khiêu khích đột nhiên ra tay đánh về phía Hạ Thiệu Đình. Từ nhỏ hắn đã đi theo phụ thân học võ công, còn lớn tuổi hơn Hạ Thiệu Đình, Hạ Thiệu Đình thì khác, thằng bé chỉ dựa vào sức lực thô bạo của mình để đấu với người khác, hiển nhiên không thể địch nổi với người học võ như Phùng Duy Lượng, sau một lúc giao đấu cơ thể Hạ Thiệu Đình đã trúng vài trường, cả người hắn bị đối phương làm cho không còn sức lực để đánh trả. Hạ Thiệu Đình cảm thấy dường như mình đang quay trở lại cái thời ở quê bị đám trẻ con vây đánh, vành mắt hắn đỏ hoe, trong mắt tràn ngập lửa giận, nhưng vẫn cố sống cố chết cắn chặt răng, không kêu lên tiếng nào. Bả vai lại bị đối phương đánh trúng, hắn lảo đảo một cái, liên tục lùi về sau mấy bước, cuối cùng vẫn không lấy được thăng bằng mà ngã xuống đất. Thấy thế, Phùng Duy Lượng mới thu tay lại, nhìn Hạ Thiệu Đinh hừ lạnh nói: "Không biết lượng sức mình, có thế mà cũng dám ở trước mặt ta ra vẻ ngang ngược." Nói xong, hắn ta còn khinh khỉnh nhổ nước bọt vào Hạ Thiệu đình lúc hắn ta quay người muốn rời đi thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân rồn rập. Phùng Duy Lượng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, eo hắn ta đã bị ai đó mạnh mẽ hút vào, cả người ngã rúi về phía trước, ngay sau đó có một vật nặng đè xuống lưng hắn, sau đó Phùng Duy Lượng ăn liên tiếp vài cú đấm. Cú đấm nào hạ xuống cũng mạnh mẽ, hung hãn, hắn chuyên chọn chỗ nào đau thì đánh vào chỗ đó. Mặc dù hắn ta có võ nghệ, nhưng dù sao vẫn chỉ là một kẻ học đòi, kiến thức nông cạn và lại ngày thường sống an nhàn sung sướng quen rồi. Chưa từng phải chịu thiệt như này bao giờ, bây giờ bị đánh đau liền kêu gào oai oái. Tên tùy tùng ôm chân ngã xuống đất kêu thảm thiết kia nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chủ tử nhà mình. Hắn ta bất chấp đôi chân đau như bị gãy, dẫy ruộ bò về phía tiểu chủ tử muốn giúp hắn một tay. Hạ Thiệu Đình đang đè trên lưng Phùng Duy Lượng thì bị tên Tùy Tùng dùng sức đẩy ra. Sau khi lăn trên đất hai vòng hắn lại liều mạng xông về phía hai người kia. Phùng Duy Lượng đang được Tùy Tùng nâng dậy thấy thế thì vội vàng vung tay vung chân đấm đá loạn xả. Dù Phùng Duy Lượng vừa có võ nghệ vừa có trợ thủ, nhưng đi chân trần không sợ đi giày. Sao? Hôm nay hắn ta lại chọc phải một người vừa không sợ chết vừa đi chân trần ánh mắt hung ác của đối phương giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, phùng duy lược bị bộ dạng hung hãn, không thiết sống của đối phương làm cho khiếp sợ. Sao, Vân Trần không sợ đi giày, chân Trần, Trần thì sợ gì người đeo giày? Trần Trần dẫm lên giày đẹp thì giày dơ, giày đẹp có dẫm lên chân Trần, Trần thì cũng chẳng sợ dơ hơn. Trần Trần chỉ những con người bất chấp, liều lĩnh, vì không có gì nên không sợ gì cả, không ngán ai vừa nhận thức được nỗi sợ, khi thế của hắn ta giảm đi vài phần, ngay cả nắm đấm vung ra cũng trở nên yếu ớt hơn, hoàn toàn mất đi khi thế ban đầu. Tùy Tùng liều chết ôm chặt lấy Hạ Thiệu Đình, muốn kéo thằng bé cách xa tiểu chủ tử, nhưng sao Hạ Thiệu Đình có thể để cho hắn ta được toại nguyện, hắn cắn mạnh vào tay của hắn ta, một phát cắn này suýt chút nữa đã làm đứt lìa một miếng thịt trên cánh tay của tên Tùy Tùng. Hắn ta mặt trắng bệnh vì đau đớn, đôi tay vô lực buông thõng hạ thiệu đình nhân cơ hội vùng ra xoay người tung một cú đá quyết liệt vào đũng quần hắn ta tiếng kêu thê lương lại lần nữa vang lên ngay lập tức tên tùy tùng ôm lấy đũng quần kêu gào quằn quại hạ thiệu đình lập tức xoay người lao về phía phùng duy lượng đang được mặt ra vì sợ hãi vùng nắm đấm và giáng xuống những chỗ khiến người ta cảm thấy đau nhất phùng duy lượng luống cuống tay chân chống đỡ vài cái tuy cũng đấm lại được đối phương một cú, nhưng hắn ta vẫn bị ăn đấm nhiều hơn, cú nào cú nấy đều đau dữ rồi. Thấy Hạ Thiệu Đình cứ quấn lấy mình không buông, giống như muốn dồn mình vào đường chết, Phùng Duy Lượng cuối cùng cũng biết sợ, kêu lên the thế. Phụ thân ơi, phụ thân ơi, phụ thân cứu con với. Hai mắt Hạ Thiệu Đình đỏ hoe. Khuôn mặt sớm đã trồng chất vết thương nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không kêu lên tiếng nào tay vẫn liên tục giáng những cú đấm xuống người Phùng Duy Lương. Đúng là một tên tiểu tử ác độc. Ngươi còn dám ra tay đánh người. Bỗng nhiên, có một bàn tay to lớn chìa ra, vững vàng nắm lấy cổ tay của thằng bé, gắt gao chế trụ động tác của thằng bé. Hạ thiệu đình dứt khoát vung tay còn lại ra, nhưng nhanh chóng bị đối phương chế trụ. Người đến bỗng nhiên dùng sức bắt chéo hai tay của hạ thiệu đình ra sau lưng, khiến cho thằng bé không thể cử động nữa hạ thiệu đình đau đến nỗi rên lên một tiếng sắc mặt tái mét giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán thằng bé ra sức cắn chặt môi ngăn không để bản thân kêu ra tiếng đỗ thành trung không ngờ thằng nhóc này mới tí tuổi đầu mà xương cốt đã cứng cáp như vậy hắn ta không khỏi đánh giá cao thằng bé cũng rất tán thưởng thằng bé khi nhớ đến bộ dạng liều chết đuổi theo kế tử sao của mình. Sao, kế tử, con riêng của vợ. làm nhi chân chính thì phải như thế. Hắn liếc mắt nhìn kế tử bị đánh khắp người là toàn vết thương, tuy hơi xót xa nhưng vẫn cảm thấy thất vọng. Dù hắn có hết lòng dạy dỗ thế nào thì thằng bé này vẫn chảy trong người dòng máu của phụ thân nó. Bỏ ta ra, bỏ ta ra. Hạ Thiệu Đình dẫy dụa loạn lên nhưng hai tay của đối phương vẫn cứng như gọng kim làm thằng bé không thể cử động dù chỉ là một chút. Đỗ Thành Trung cười lạnh. Ngươi là thằng ôn con nào? Ở giữa đường mà cũng dám đánh người, mới có tí tuổi đầu mà đã ác độc như vậy, cha mẹ ngươi không dạy dỗ ngươi sao? Phụ thân, là hắn, chính hắn đã đánh con ra nông nỗi này, người phải báo thù cho con. Phùng Duy Lượng vừa nhìn thấy cứu tinh vì vội vàng chạy lại, nói với giọng vừa tức vừa oan ức. Đỗ Thành Trung cao mày khi thấy trên mặt của kế tử chỗ đen chỗ đỏ, quần áo trên người bị rách lỗ chỗ, tay hắn ta dùng sức mạnh hơn làm cho Hạ Thiệu Đình không chịu được rên lên đau đớn. Hôm nay bản tướng quân sẽ thay mặt cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi, cũng để cho ngươi biết kết cục của hành vi cản rỡ độc ác. Hắn ta cười khẩy, tay dùng sức mạnh hơn, Hạ Thiệu Đình mặt mày tái mét, mồ hôi từ chán thằng bé chảy ròng ròng nhưng vẫn cố sống cố chết cắn chặt răng không chịu rên nửa chữ. Đỗ Thành Trung thấy thế càng thêm tức tối. Giỏi lắm thằng nhóc cứng đầu cứng cổ. Nếu ngươi mở mồm xin tha, bản tướng quân sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không, bản tướng quân sẽ khiến cho máu của ngươi chảy mười dặm trên phố. Vừa dứt lời, hắn gia tăng sức lực trên tay. Hạ thiệu đình cảm thấy đôi tay của mình sắp bị bẻ gãy rồi, đau đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa, môi dưới bị hắn cắn đến nỗi dơ máu nhưng hắn thủy chung không phát ra tiếng nào. Đỗ Thành Trung càng thêm tức giận, cố tình muốn dạy cho thằng bé một bài học, đang định tiếp tục vận lực thì hộ vệ bên cạnh cầm lấy bọc đồ đi đến, thấp giọng nói. Tướng quân hãy dơ cao đánh khẽ, có lẽ thằng bé này có thân phận. Động tác của Đỗ Thành Trung thoáng khựng lại, đưa ánh mắt thăm dò thằng bé. Hộ vệ chỉ vào ký hiệu trên bọc đồ, nói. Đây là đồ của phủ lại bộ thượng thư, kỳ uyên. Đỗ Thành Trung cau mày, tay nới lỏng ra. Phùng Duy Lượng thấy thế thì nóng nảy, lớn tiếng nói. Phụ thân, hắn không phải người của phủ kỳ đại nhân đâu, hắn là thằng nhóc nói năng lỗ máng với người ở phủ Hà An năm đó. Đỗ Thành Trung sững ra, lại dùng sức xoay người ả thiệu đình đối mặt với mình, tỉ mỉ quan sát một lượt, thấy thằng bé trước mắt quả thực có mũ quan giống hệt với thằng bé năm đó đã chất vấn mình. Chẳng qua bây giờ trên mặt thằng bé trồng chất vết thương, lại thêm cũng đã mót nghét hai năm làm hắn không thể xác định được. Nếu là như vậy, thằng bé này hẳn là có quan hệ thân thiết với gia đình của đường Tùng Niên, người mới vào lại bộ nhậm chức khảo công viên ngoại lang, vì thế tướng quân cũng không nên. Hộ vệ nhìn Đỗ Thành Trung lắc đầu. Bất luận là kỷ uyên hay là đường tùng niên đều không phải là người mà hiện nay chân viễn tướng quân có thể động vào. Trong cuộc chiến giành ngai vàng, tương quân đã đứng nhầm đội của phế thái tử. Mặc dù hiện giờ tân thái tử không truy cứu nhưng cũng không hề đề bạt, cứ nửa vời rồi để đấy. Với tình hình hiện tại như vậy ngài ấy không nên vì chút chuyện còn con này mà gây thù chuốc oán với người khác. Đỗ Thành Trung cũng không phải kẻ ngu, hắn ta vừa nghĩ liền sáng tỏ bản thân tân thái tử là một tướng lĩnh chiến công hiển hách rời quyền lại đông đúc nhân tài xuất sắc hơn hắn ta không biết bao nhiêu lần năm đó vì khó có chỗ đứng dưới trướng của tân đế hắn mới quay đầu gia nhập phe cánh của phế thái tử từ đó xông xáo ra trận giành lấy khoảng trời riêng cho mình nhưng sau này phế thái tử rớt đài dù hắn không bị ảnh hưởng nhưng vẫn rơi vào tình cảnh quẫn bách luận về trị quốc an dân hắn không thể sánh bằng đám người kỷ uyên hay vi lương vẫn đi theo tân thái tử, càng không nói đến khâu trọng, người từng là mưu sĩ của phế thái tử, luận về trinh chiến xa trường, dưới chướng của tân thái tử có vô số đại tướng tài ba xuất sắc, ai cũng giỏi hơn hắn. Cao thấp đều không phải chính là câu nói chân thực nhất để miêu tả chấn viễn tướng quân bây giờ. Tuy đường tùng niên chỉ là viên ngoại lang còn con, nhưng sau lưng hắn là kỷ uyên, hơn nữa hiện nay rõ ràng hắn ta đã lọt vào mắt xanh của tân thái tử, vậy nên hắn không thể chống đối hắn ta được. Nghĩ đến đây, cuối cùng hắn cùng chậm rãi nới lỏng tay ra. Phụ thân Phùng duy lượng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ thiệu đình đoạt lại bọc đồ của mình, nhìn bọn họ bằng ánh mắt tràn đầy thù hận, sau đó mới ôm bọc đồ tập tĩnh rời đi. Đỗ Thành Trung bị ánh mắt tràn đầy thù hận của thằng bé làm cho sững sờ, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng gầy yếu nhưng quật cường dần dần biến mất trong tầm mắt. Trên người Hạ Thiệu Đình toàn là vết thương, thằng bé không về nhà ngay mà cũng không dám đến kỳ phủ đưa đồ. Thằng bé kéo lê cơ thể bị thương đến một con suối nhỏ trong thành, sau khi đặt bọc đồ lên một tảng đá tròn sạch sẽ, Hạ Thiệu Đình mới gian nan ngồi xổm xuống bên cạnh con suối sau đó sắn cao ống tay áo lên chậm chạp rửa sạch vết thương trên người. Nước suối trong vắt phản chiếu gương mặt bầm tím của Hạ Thiệu Đình, thằng bé cúi đầu xuống, cố gắng từ từ nâng tay trái vốc nước suối lên nhưng chưa nâng được một nửa thì bà vai đã chuyển đến một cơn đau dữ dội, tay thằng bé run lên bần bật, không thể tiếp tục nâng lên được nữa. Thật là vô dụng, mấy vết thương này có đáng là gì? Hắn hít một hơi thật sâu, chịu đựng cơn đau dữ dội nhúng tay vào dòng suối dùng bàn tay làm môi chậm rãi múc từng ít nước dưới lên vết thương của tay phải cánh tay gầy còm trắng nõn lúc này chỗ xanh chỗ đỏ có một chỗ còn rách cả da máu tươi tuôn rơi xuống mặt nước trong vắt một cơn đau đớn đánh ập đến hạ thiệu đình ra sức cắn môi cố gắng nuốt những tiếng rên đau đớn xuống thằng bé cứ như vậy không thốt ra tiếng nào từ từ rửa sạch miệng vết thương bỗng nhiên vang lên tiếng, tách, có một giọt nước mắt rơi xuống vết thương trên cánh tay phải của thằng bé. Nhưng Hạ Thiệu Đình không hề phát hiện ra, thằng bé vẫn đang tập trung múc nước rửa miệng vết thương. Tách tách, hai giọt nước mắt trào ra từ vành mắt, trong nháy mắt làm tầm nhìn của thằng bé bị nhỏa đi. Nhưng Hạ Thiệu Đình dường như vẫn không phát hiện ra, chỉ sụt xịt, thẫn thờ tiếp tục động tác trong tay một cách cứng nhắc tách 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 tách, nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều, như hạt ngọc không ngừng rơi xuống mờ u bàn tay, vỡ vụn ra và bắn vào miệng vết thương. Nước mắt hòa lẫn vết máu rồi chảy xuống dọc theo mờ u bàn tay, cuối cùng nhỏ xuống dòng suối và nhanh chóng biến mất. Cuối cùng thằng bé cũng rửa xong miệng vết thương, già nan nâng tay phải lên, chậm rãi chùi đi những giọt nước mắt, sau đó bắt đầu rửa sạch vết thương bên tay trái tách tách lại là những giọt nước mắt to như hạt đâu rơi xuống lần này động tác của thằng bé không hề ngừng lại mặc cho những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống mãi cho đến khi miệng vết thương bên tay trái được rửa sạch hắn chậm chạp móc từ trong ngực ra một chiếc khăn mà chị họ làm cho hắn đầu tiên làm ướt khăn sau đó rửa sạch vết thương trên mặt sau cùng mới lau đôi mắt không quan trọng không có gì quan trọng cả hắn họ hạ cả đời này đều mang họ hạ hắn có phụ thân, ông ấy tên là Hạ Bính Bằng, tuy rằng sau khi uống say ông ấy sẽ đánh người, nhưng ông ấy vẫn là phụ thân của hắn, là người đã nuôi hắn lớn. Ngày trước hắn có bà nội, có mẹ, có gì, bây giờ cũng có cô, có chị họ, hắn không phải đứa trẻ không có ai thương yêu, cũng không phải đứa trẻ không có ai quan tâm. Cuối cùng, hắn vắt khô chiếc khăn và cất nó đi, ôm lấy bọc đồ và cố gắng đứng dậy, Lê đôi chân bị thương nghiêm trọng đến kỳ phù. Hạ nương tử đứng ngồi không yên khi chờ mãi mà không thấy cháu trai đến đưa chiếc chăn đã làm xong cho mình. Thằng bé sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trong lòng nàng lo lắng, sau đó dứt khoát xin nghỉ, vội vội vàng vàng trở về căn nhà thuê. Nào biết mới đi qua ngõ nhỏ đã trông thấy Hạ Thiệu Đình đang bước đi tập tỉnh. Nàng giật nảy người, vội vàng bắt kịp. Đình ca, vết thương trên người con là sao vậy ai đánh con hạ thiệu đình không trả lời mà áy náy nói con xin lỗi cô vì đã đến muộn đồ của tỷ tỷ đều để ở bên trong à đã là lúc nào rồi còn quan tâm cái này làm gì mau theo cô đi tìm đại phu khám hạ nương tử vừa vội vừa sợ nàng giành lấy bọc đồ sau đó vừa đỡ vừa bế thằng bé đến y quán gần nhất đêm đến gió hưu hưu thổi ngoài cửa sổ ánh sao lấp lánh, gió đêm lùa vào phòng, màn vải cũng theo nhịp gió mà đông đưa. Đình ca ngủ chưa mẹ? Phương tỷ 11 tuổi dáng người thanh mảnh yêu kiều, gương mặt con bé có vẻ buồn rầu từ khi thấy mẫu thân đi ra từ phòng em họ, vội tiến lên hỏi. Ngủ rồi, trong thang thuốc có một vị thuốc an thần giúp thằng bé ngủ nhiều một chút. Hạ nương từ thở dài. Nương, đình ca có nói hắn bị ai đánh không? Phương Tỷ cau mày gặng hỏi. Con còn không hiểu tính cách của thằng bé sao? Thằng bé quá mức quật cường, nếu đã không muốn nói thì dù con có hỏi thế nào hắn cũng không chịu mở mồm, cái tính bướng bỉnh này cũng không biết giống ai nữa. Hạ nương từ thờ dài nặng nề. Phương Tỷ cau mũi nói. Nương, con không thích kinh thành, bao giờ chúng ta có thể về nhà? Đợi thêm chút nữa, lúc đó chúng ta có thể quay về rồi hạ nương tử vỗ vỗ cánh tay nữ nhi nói tiếc cũng không còn sớm nữa con mau đi ngủ đi phương tỷ thuận theo quay về phòng của mình hạ nương tử nhìn hạ thiệu đình đang ngủ trong phòng bằng ánh mắt sâu xa cũng không biết đã qua bao lâu nàng mới phát ra một tiếng hệt như tiếng thở dài nàng đã sớm biết đứa trẻ này không phải là máu ngủ của hạ gia khi em dâu gả vào nhà bọn họ thì trong bụng đã có đứa trẻ này nhưng cả mẫu thân và đệ đệ đều không thèm để ý nên nàng cũng không thể nói gì. Huống hồ, tiếng xấu của đệ đệ nhà nàng đã vang ra hơn 10 dặm xung quanh, có người chịu gả cho hắn đã là tổ tiên ban phúc lắm rồi, làm sao còn dám chê bai. Lại nói, trải qua bao nhiêu năm chiến loạn, nam nhân lẫn nữ tử trở thành quá phụ, quan phu nhiều vô số kể, quan phu thì lại lấy thêm, quá phụ tiếp tục gả đi cũng không phải không thể sao, quan phu, người đàn ông có vợ đã mất thì gọi là quan phu. Em dâu của nàng là một nữ tử có vẻ ngoài xuất chúng, tính tình dịu dàng, điều hiếm thấy là nàng ấy còn rất có năng lực. Một nữ tử như vậy, cho dù trượng phu có chết thì vẫn có vô số nhà nguyện ý đón nàng vào cửa. Bên này, vùng Duy Lượng quay về phủ với cơ thể đầy vết thương, thân mẫu vân thị thấy thế đau lòng đến nỗi nước mắt đầm đìa. Vân Thị nghe nói người đánh nhi tử của mình chính là đứa trẻ hai năm trước bọn họ từng gặp ở Phù Hà An thì vô thức quay sang nhìn phu quân, thấy hắn đang cau đôi lông mày, vẻ mặt ngẩn ngơ. Trong lòng nàng có một cảm giác kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ là nguyên nhân gì, nàng chỉ đành phân phó hạ nhân đi mời đại phu, sau khi đại phu khám xong thì nén đau lòng tự tay thoa thuốc cho nhi tử. Phụ thân, ra ca sao vậy ạ? À? một tiểu cô nương khoảng chừng ba bốn tuổi nắm tay nhu mẫu tiến vào, thấy trên mặt huynh trưởng có màu sắc kỳ lạ nên tò mò hỏi. Đỗ Thành Trung lấy lại bình tĩnh, thấy Đỗ Hạnh Thường, đứa con duy nhất của mình và Vân Thị bèn sở lên đỉnh đầu con bé, nói. Ca ca con bị thương, nương đang giúp hắn thoa thuốc, làm thường nhi sợ rồi sao? Tùy tiểu cô nương lắc đầu, nhưng lại giấu thân mình ở phía sau phụ thân chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt sợ hãi nhìn về phía huynh trường. Phùng Duy Lượng thấy sau khi muội muội tiến vào phụ thân vẫn luôn thất thần bỗng trở nên vô cùng ôn nhu, ngay lập tức ánh mắt thằng bé tối sầm lại rồi quay mặt đi chỗ khác. Đêm đó, sau khi dặn đi dặn lại nhi tử phải nhớ uống thuốc vân thị mới rời đi. Đỉnh ngưng xuân trong viện hành kinh, đỗ thành trung ngồi trong đỉnh tự rót tự uống, Dường như đang có tâm sự trùng trùng. Nàng không biết tại sao lại nhớ đến đứa trẻ hôm nay đã đánh nhi tử của mình, trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc kỳ quái. Nàng vội vàng lấy lại bình tĩnh, xách váy đi vào trong đình, dịu dàng nói: "Sao chàng lại uống rượu ở đây vậy?" Đỗ Thành Trung thấy phu nhân thì nét mặt nhu hòa hơn, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vết thương của lượng ca sao rồi?" "Vẫn ổn." không bị tổn thương đến xương cốt, nghỉ ngơi giam bữa là khỏi rồi. Vân Thị giành lấy ly rượu của phu quân, không để hắn tiếp tục uống nữa. Đỗ Thành Trung cũng để mặc nàng. Vân Thị ngồi với hắn một lúc, cùng hắn tán ngẫu chuyện trên trời xuống đất sau đó mới nói đến chuyện nhà, nàng hỏi thăm do. Rốt cuộc đứa trẻ hôm nay đánh lượng ca là ai? Đỗ Thành Trung lắc đầu nói. Ta cũng không rõ nữa, chỉ biết thằng bé đó có quan hệ thân thiết với khảo công viên ngoại lang đường Tùng Niên. Dùng một lát, hắn nói tiếp. Ngày mai điều chỉnh việc học của lượng ca một chút, giảm bớt thời gian học võ xuống, tăng thêm thời gian đọc sách lên. Phùng Duy Lượng cảm thấy trong lòng bức bối nên ra ngoài đi dạo một chút. Ai dè đúng lúc nghe thấy lời phụ thân nói, mặt thằng bé biến sắc, vô thức níu lấy vạt áo. Phụ thân, hắn. Tại sao vậy? Vân Thị giật mình. Vì sao lại thế? Không phải khi trước chàng nói hy vọng lượng ca có thể cùng chàng đi chinh chiến xa trường, trở thành một đôi phụ tử cầm binh sao? Đỗ Thành Trung thở dài. Hiện tại đã không giống lúc xưa, triều đình bây giờ cần gấp những nhân tài có thể trị quốc an dân, vì thế từ thời của Thái Thượng Đế đến nay mới liên tục mở các khoa thi. Nếu lượng ca theo văn, tương lai tham gia khoa cử mà đạt được thành tựu nhất định thì tiền đồ sau này ắt sẽ rộng mở hơn. Vân Thị thở phào nhẹ nhõm, thật lòng mà nói nàng không hề thích tương lai nhi từ cũng đánh đánh giết giết, có thể trở thành một quan văn thì tốt hơn. Phùng Duy Lượng đứng sau hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết phụ thân thương hắn, cái gì cũng nghĩ cho hắn. Nghĩ thông suốt được điều này hắn cũng không quấy dày đôi phu thê trong đỉnh nữa mà nhẹ nhàng cất bước rời đi. Đi được một đoạn, hắn tức giận cau mày khi nghe thấy tiếng nói chuyện của hai tên thị vệ trong phủ, khi nghe rõ hơn lời bọn họ nói, thì sắc mặt trở nên khó coi. Vết thương trên người đại công tử là do thằng nhóc tầm 7-8 tuổi kia làm sao? Chính xác trăm phần trăm, sao ta có thể lấy chuyện này ra nói đùa được, mà này nhé, rõ ràng đại công tử lớn hơn thằng nhóc kia mấy tuổi lận, còn được tướng quân dạy võ nghệ bao nhiêu năm thế mà vẫn không đánh lại một thằng nhóc con nhà nghèo thực sự làm mất hết thể diện của chấn viễn tướng quân. Suy cho cùng cũng có phải con của tướng quân đâu, nào có dòng máu võ tướng của ngài ấy, trung quy chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Nói cũng có lý. Hai người càng đi càng xa, cuối cùng hòa tan vào bóng đêm đen như mực. Phùng Duy Lượng nắm chặt tay, khuôn mặt xanh tím tái mét, đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩm nước mắt. Đường Tùng Niên có chuyện vui, dù trong lòng đường bách niên đố kỵ muốn chết nhưng công phu ngoài mặt vẫn phải làm dù sao trong nhà có một đệ đệ vào lại bộ nhậm chức cũng giúp hắn ở kinh thành đi lại dễ dàng hơn nghĩ như thế hắn đột nhiên nảy ra một chủ ý chi bằng dựa vào cơ hội chơi ban này để tổ chức một bữa tiệc trong phủ mời quý nhân khắp nơi đến coi như là vì hắn mở rộng mối quan hệ trong kinh Đường Bách Niên cực kỳ phấn khích đi tìm đường Tùng Niên để nói với hắn về kế hoạch tổ chức bữa tiệc trong phủ để chúc mừng hắn thăng chức. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ vui vẻ đồng ý. Ngờ đâu đường Tùng Niên nghe xong liên tục khoát tay và nói tuyệt đối không thể. Hắn ta kiên trì khuyên lên khuyên xuống nhưng đường Tùng Niên vẫn không chịu thay đổi chủ ý. Huỳnh đệ hai người không ngừng tranh cãi. Cuối cùng đường Bách Niên nổi giận đùng đùng bỏ đi. Đồ không biết điều đi khỏi sân của tam phòng hắn ta quay người lại nhổ một bãi nước bọt với ánh mắt hung ác ai không biết điều cơ một âm thanh mềm mại vang lên sau lưng hắn ta đường bách niên quay đầu vừa nhìn đã nhận ra đó là nữ nhi của kẻ không biết điều kia hắn ta tức giận trả lời trừ cha ngươi ra thì còn ai vào đây hứa quân giao ngây thơ hỏi lại bác cả đang khen phụ thân cháu sao đường bách niên bị con bé làm trong nghẹn hỏng Da mặt hắn có dày đến đâu cũng không thể nói ra cái câu khen ngợi đường tùng niên được. hắn ta càng tức hơn, chừng ánh mắt độc ác nói: cha ngươi không phải cái loại tốt đẹp gì, tiểu nha đầu ngươi cũng vậy. nói chung là hắn đang bị cả nhà đường tùng niên xúc phạm. ồ. tiểu nha đầu kéo dài âm cuối, ngây thơ hỏi tiếp: vậy cả là cái loại gì vậy à? đường bách niên bị con bé làm cho sặc nước bọt muốn nói gì đó nhưng lại sợ là mất đi thân phận, cuối cùng đành phất tay áo bỏ đi. Hứa quân dao cười tủm tỉm chắp tay ra sau lưng nhìn theo bóng lưng đang giận đùng đùng, lát sau, nàng từ từ rút cây mây bị trói thành, roi, ra, dùng hết sức đập nó xuống đất, tiếng, vút, vang lên, làm cho diệu ca đang đi tới tái mặt vì sợ hãi, co giò bỏ chạy ngay. Bảo Nha, Bảo Nha ơi! Ta nói muội hay, Đình ca bị người ta đánh bị thương rồi. Châu ca chạy ào tới như một cơn gió, đứng trước mặt hứa quân dao thở hồn hền, gương mặt thằng bé đỏ bừng lên, không biết là do mệt hay do tức giận. Ai đánh? Hứa quân dao vung roi mây ra, lông mày dựng thẳng, bộ dạng vô cùng hung dữ. Đình ca không chịu nói, phương tỷ các nàng cũng không biết, châu ca hết sức tức giận, dậm chân thật mạnh tức giận trả lời. Không chịu nói vẻ mặt hung ác của hứa quân giao lập tức rơi vào trầm tư một lát sau cò mũi lại vẻ mặt có vẻ mờ mịt tại sao không chịu nói là vì cảm thấy mất mặt hay là bởi vì lòng tự ái bị tổn thương chẳng lẽ là muốn tự mình báo thù sao nàng khó hiểu gãi mặt bảo nha giọng nói không vui của nguyễn thị truyền tới hứa quân giao thầm than trong lòng sau đó nhanh chóng đưa cây roi trong tay cho châu ca nàng xoay người lại dùng khuôn mặt vô tội nghênh đón khuôn mặt nghiêm túc của mẫu thân, sau đó giơ đôi tay múp míp trắng ngần ra, mọt ngào nói. Con không hề lấy roi chơi, người nhìn đi, làm gì có cái gì. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.